Ok, hàng đã về các bạn ạ. Đây, đây là các cái thiết bị mà mình muốn chia sẻ cho các bạn trong ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng xem đây là những thiết bị gì. Xin chào các bạn. Đây là các cái loại rơ le. Thì các bạn cũng đã không xa lạ gì với các cái loại rơ le kiểu như này, cái rơ le cuộn hút như này rồi đúng không ạ? Thì thông thường rơ le cuộn hút thì nó bao giờ nó cũng sẽ có một cái cuộn dây và các cái tiếp điểm ở bên trong. Tuy nhiên với cái dây le cuộn hút này thì nó có một cái nhược điểm là khi mà nó đóng cắt thì nó sẽ sinh ra các cái hồ quang và nó có thể gây nhiễu các cái thiết bị điện. Và đồng thời nếu như mà với những cái dây le này mà công suất lớn thì kích thước của nó khá to, khá cồng kềnh luôn. Và đối với các cái yêu cầu điện tử mà cần đóng cắt nhanh ấy thì cái dây le cơ khí như thế này nó sẽ không thể đáp ứng được. Bởi vì các bạn hình dung này, cái cơ khí này là nó sẽ gồm các cái tiếp điểm và các cái lẫy này, và khi mà nó đóng và nó nhả ra thì nó cần có một khoảng thời gian nhất định để cái lẫy cơ khí này nó có đủ thời gian để nó nhả ra. Nhưng nếu như mà chúng ta đóng cắt quá nhanh thì cái lẫy cơ khí này nó không thể đáp ứng được. Do đó là với các cái ứng dụng mà yêu cầu đóng cắt nhanh thì cái dây le kiểu này nó không thể đáp ứng được. Và bây giờ trên thị trường đã xuất hiện thêm một cái dòng dây le, đó là cái dòng dây le SSR hay người ta gọi là cái dây le bán dẫn. Thì cái ưu nhược điểm của cái dây le bán dẫn này là như thế nào? Đầu tiên về cái ưu điểm của cái dây le bán dẫn này thì là nó không có tiếp điểm nên là nó không có tia lửa điện trong quá trình đóng cắt, do đó nó sẽ không gây ra nhiễu. Thứ hai nữa là không có cái tiếp điểm, và nếu như là hàng hãng thì cái độ bền của nó rất cao. Đồng thời cái dòng điều khiển của cái dây le này nó sẽ thấp hơn so với cái dòng điều khiển của cái dạng dây le cơ khí như thế này. Một cái ưu điểm tiếp theo của cái dòng dây le bán dẫn này đó là với công suất lớn thì cái dây le bán dẫn này nó có kích thước nhỏ hơn nhiều so với cái dòng dây le cơ khí. Và một cái ưu điểm ưu việt nhất của cái dòng dây le này đó chính là cái khả năng đóng cắt rất chi là nhanh, bởi vì bên trong nó là dùng các cái mạch điện tử để đóng cắt chứ không phải là dùng cái dạng cơ khí như thế này. Do đó là nó được ứng dụng trong các cái yêu cầu ứng dụng cao. Còn cái nhược điểm của cái dòng dây le này thì đó là khi mà chúng ta làm việc với công suất lớn thì nó sẽ tỏa ra cái lượng nhiệt lớn, do đó chúng ta cần một cái tấm tản nhiệt. Đây các bạn nhìn thấy ở đằng sau tất cả cái dây le bán dẫn bao giờ nó cũng sẽ có một cái mặt kim loại và chúng ta sẽ ốp vào cái tấm nhôm tản nhiệt để nó tản nhiệt. Và khi mà sử dụng đối với cái dây le bán dẫn này thì cũng yêu cầu một chút về cái người sử dụng là nó có một chút hiểu biết về điện tử. Và cái nhược điểm tiếp theo của cái dòng này đó là giá thành hiện tại bây giờ nó đang cao hơn so với cái dây le cơ khí thông thường. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xem trên thị trường hiện nay nó có những cái dòng dây le bán dẫn nào. Đây, trên tay của mình đang có bốn cái dòng dây le bán dẫn thông dụng nhất trên thị trường. Đầu tiên là cái dòng dây le thông dụng nhất, đó là cái dòng dây le nó có ký hiệu là DA. Có nghĩa là D là DC là điện một chiều, A là AC là điện sai chiều. D đứng trước thì có nghĩa là cái điện điều khiển của cái dây le này chúng ta sẽ dùng cái điện một chiều. Thì các bạn nhìn thấy đây, cái đầu vào input của nó này thì nó sẽ ký hiệu là điện một chiều này, cộng trừ này. Đấy, các bạn đấu đúng cực nhé, âm và dương nhé. Và điện áp như của cái dây le này thì điện áp điều khiển của nó là từ 3 cho tới 32V. Và cái tiếp điểm đầu ra là nó sẽ dùng cho cái điện áp xoay chiều các bạn nhé. Thì các bạn sẽ đấu hai cái đầu này nối tiếp với cái tải của chúng ta, và cái tải của chúng ta là sẽ dùng cái điện áp xoay chiều, và cái điện áp xoay chiều của nó từ 24 tới 380V. Thì đối với các dây le thì các bạn lưu ý là kể cả dây le bán dẫn hay là dây le cơ khí thì chúng ta đều phải tuân theo đúng cái quy định điện áp chịu đựng của cái dây le đấy. Như cái dây le này nó ghi là SSR25 thì cái dây le này nó sẽ chịu được cái dòng tải tối đa là 25A các bạn nhé. Tiếp theo đến cái dây le thông dụng thứ hai đó là DD, là DC, DC có nghĩa là cái điện áp điều khiển của nó là DC, và cái tiếp điểm đóng mở đầu ra của nó là cái điện áp DC. Thì các bạn cũng lưu ý là đấu đúng cực, đầu vào của nó là từ 3 tới 32 này, đầu ra của nó là 220V DC, và ở đây nó cũng là cái dây le chịu được cái dòng tải là 25A. Trên thị trường nó phổ biến thứ ba đó là cái dòng SSR AA, tức là cái điện áp điều khiển đầu vào là dùng AC và cái tiếp điểm đầu ra nó sẽ hoạt động với cái điện áp là AC từ 90 tới 480V. Đây, dây le này nó cũng là 25 và chịu dòng là 25A. Rồi, đến một cái thông dụng thứ tư ở trên thị trường đó là cái dòng VA. Thì cái dòng VA này thì tức là cái đầu vào điều khiển là sẽ dùng một cái biến trở các bạn nhé, biến trở. Và chúng ta sẽ không dùng điện áp điều khiển đầu vào mà chúng ta sẽ dùng một cái biến trở. Còn đối đầu ra thì là điện áp
xoay chiều và cái điện áp chịu đựng của nó là từ 90 tới 480V. Như vậy là có 4 cái dòng dơ le thông dụng như vậy. Và bây giờ mình sẽ test cho các bạn 4 cái dòng này. Đầu tiên mình sẽ test cái dòng là DA trước, có nghĩa là điện điều khiển đầu vào là một chiều và điện đầu ra là xoay chiều. Thì đây, đây là cái điện đầu ra. Thì mình sẽ mắc nối tiếp này, các bạn nhìn thấy này, một cái dây nguồn đầu vào sẽ nối tiếp qua cái tiếp điểm của cái dơ le này, rồi bắt đầu vào cái bóng đèn này. Còn cái dây còn lại của bóng đèn sẽ nối tiếp vào đầu nguồn. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm điện. Đây là cái điện 220 các bạn nhé. Các bạn cắm điện. Đối với cái điện xoay chiều thì các bạn sẽ không quan tâm tới cái chiều của nó. Các bạn thấy là khi mà chưa có cái điện áp kích vào cái đầu vào thì bóng đèn chưa sáng đúng không ạ? Đây, mình kể cả mình sờ tay vào cũng không lo giật nhé, bởi vì nó cách ly hoàn toàn tới đầu vào và đầu ra. Và đầu vào chúng ta sẽ cấp điện áp từ 3 cho tới 32V một chiều. Ở đây mình sẽ có cái điện áp này là cái điện áp 12V một chiều, mình sẽ đo cho các bạn xem. Đó, 11,95 là 12V điện áp một chiều, và chúng ta sẽ cấp đúng đầu âm dương, đầu đỏ là đầu dương, đầu đen là đầu âm. Đây, mình sẽ kích và các bạn sẽ xem đèn có sáng hay không. Sáng đúng không? Thả ra tắt, sáng đúng không? Thả ra tắt. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Kể cả như mà mình nháy rất nhanh như này nhưng mà dơ le vẫn sẽ hoạt động ok. Tuy nhiên với những cái dơ le cơ khí thì chắc chắn là nó không thể hoạt động được như này, bởi vì cái tốc độ đóng cắt của dơ le cơ khí nó sẽ khá chậm. Rồi, như vậy là đã test xem. Thì các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái bóng đèn này. Bóng đèn này khi mà cái đầu vào nó kích vào thì bóng đèn đỏ nó sẽ sáng, nó báo hiệu à là cái dơ le này đang hoạt động nha. Tiếp theo mình sẽ test với cái con dơ le SSR có ký hiệu là AA, có nghĩa là đầu vào điều khiển là điện xoay chiều và đầu ra cũng là điện xoay chiều. Thì đầu ra mình cũng đấu tương tự như lúc nãy, đó là cái dơ le này sẽ đấu nối tiếp với cái bóng đèn này. Bây giờ mình sẽ cắm vào điện xoay chiều. Rồi, thì các bạn thấy là nó chưa hề sáng đúng không ạ? Đây là điện đầu vào này. Đấy, điện đầu vào nó cũng được cách ly hoàn toàn với cái điện đầu ra nhé. Mình sờ tay không hề có vấn đề gì. Và với cái đầu vào điều khiển này không phải là điện một chiều nữa, mà là điện xoay chiều từ 70 cho tới 280V. Và chúng ta sẽ dùng trực tiếp cái điện xoay chiều của chúng ta là điện lưới rồi, 220V này, chúng ta kích vào xem bóng đèn nó có sáng hay không. Đây, mình sẽ kích vào nhé. Sáng chưa? Các bạn thấy chưa? Bóng đèn đỏ nó sáng này. Và bây giờ đừng có sờ tay vào đây nhá, đang điện xoay chiều đấy nhá. Tắt này, sáng này, tắt này, sáng này, tắt này. Như vậy là các bạn có thể thấy là cái dơ le này ứng dụng rất tốt trong cái việc mà chúng ta sẽ dùng cái điện lưới trực tiếp của chúng ta để chúng ta để điều khiển những cái tải công suất lớn hơn. Tiếp theo mình sẽ cùng các bạn test sang cái SSR thứ ba, đó là cái VA. Thì cái đầu ra của nó là cũng là điều khiển điện xoay chiều nhá. Mình cũng sẽ nối cái bóng đèn này nối tiếp với cái SSR này. Và cái đầu vào của nó thì chúng ta sẽ không dùng điện để điều khiển mà sẽ dùng một cái con chiết áp như thế này. Và các bạn nhìn thấy chiết áp nó sẽ ghi thông số của nó là 470 cho tới 560 kiloohm các bạn nhé. Và các bạn sẽ chọn cái chiết áp mà có công suất là 2W thì nó sẽ to như thế này. Chân số 3 và chân số 4 của SSR thì một chân sẽ đấu vào chân giữa, còn một chân còn lại sẽ đấu vào một trong hai cái chân này, tùy. Bây giờ mình sẽ cấp điện là 220. Ok. Thì các bạn thấy là cái bóng đèn nó chưa sáng đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ vặn chiết áp nhé. Đấy, các bạn thấy không? Với cái SSR này thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái độ sáng của đèn, hoặc là chúng ta có thể điều chỉnh được cái tốc độ của động cơ nhé. Đây là sáng nhất này. Đó. Bây giờ mình sẽ đo cái điện áp sáng nhất thì cái điện áp đầu ra nó có đạt đủ 220V không? Đây, mình sẽ đo đầu vào trước này. Đầu vào của nó là... Rồi, 230V. Thì cái điện đầu ra là mình sẽ đo vào cái đầu ra của hai cái đầu của bóng đèn nhé các bạn nhé. 230V. Ok, các bạn nhìn thấy chưa? Như vậy là các bạn thấy là mặc dù cái này nó là một cái relay dạng bán dẫn chứ không phải là tiếp điểm, nhưng khi mà chúng ta vặn mắc ấy, thì cái điện áp đầu ra nó vẫn đạt đủ theo cái công suất của đầu vào các bạn nhé. Đấy, 230V. Ok rồi. Tiếp theo mình sẽ test với cái con DD này, có nghĩa là cái điện áp đầu vào và đầu ra sẽ dùng cái điện áp là một chiều các bạn nhé. Đối với đầu ra các bạn lưu ý này, có dấu trừ và dấu cộng này. Thì cái điện áp mà cấp vào cho tải thì mang điện áp âm thì sẽ đấu vào dấu trừ, còn lại cái điện áp dương sẽ đấu thông qua cái con tải của chúng ta và sẽ đi về dương nguồn các bạn nhé. Đấy, các bạn lưu ý là đấu đúng cực của nó. Rồi, đối với cái điện áp đầu vào thì cũng có âm và dương, thì các bạn đấu là âm nguồn vào đây và dương nguồn vào đây. Thì cái điện áp đầu vào chúng ta có thể là dùng cái điện áp thấp từ 3 cho tới 32V. Ở đây mình dùng cái điện áp đầu ra là 12V, thì mình sẽ lấy luôn cái điện áp đầu ra của con này 12V cấp vào đây.
Đây, mình lấy cái điện áp âm này. Mình lấy cái điện áp dương này. Các bạn lưu ý là chúng ta có thể dùng cái điện áp âm dương ngoài để chúng ta cấp vào cái đầu vào cũng được nhé, chứ không cần phải là lấy cái điện áp đầu ra đâu. Đây, bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem này. Kích này. Các bạn thấy chưa? Đèn sáng đúng không? Và cái bóng đèn ở đây, cái bóng đèn ở trên SSR nó sẽ báo màu đỏ là SSR đang hoạt động này. Sáng này, tắt này, sáng này, tắt này, sáng này, tắt này. Đó, thì đấy là cái nguyên lý hoạt động của cái con DD. Đây, mình đã nạy cho các bạn xem hai con. Một con là cái con VA. Con này là con VA các bạn nhé. Ở đây nó lại đổ keo hết này các bạn này. Đổ keo chết hết như này. Còn đối với con này là cái con AA. Thì cái việc đóng mở thì nó cũng sẽ dùng cái dạng phép hoặc là cái con thyristor, nhưng thông qua một cái con opto quang để nó cách ly giữa đầu vào và đầu ra. Đó, các cái dòng như là DD hoặc là DA nó cũng sẽ dùng có một cái con opto quang để nó cách ly đầu vào đầu ra là như vậy. Ở đây nó đều đổ keo hết các bạn ạ. Thôi các bạn xem qua tạm như vậy thôi. Ở phía dưới nó sẽ có một cái con dạng phét hoặc là cái con tweeter, cái con công suất để nó đóng mở và nó sẽ ốp vào cái mặt này. Và khi mà nó chạy với cái tải công suất lớn ấy, thì cái mặt này nó sẽ nóng và lúc đấy là các bạn sẽ cần phải thêm một cái tấm nhôm tản nhiệt để nó hoạt động hiệu quả hơn. Ok, mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn các cái loại SSR trên thị trường và các cái ứng dụng của nó. Phải nói là cái ứng dụng của SSR nó rất chi là tuyệt vời. Và có khả năng trong tương lai mọi người sẽ dùng cái SSR này nhiều hơn các cái dòng relay thông thường như thế này. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ủng hộ kênh của mình bằng cách là nhấn chuông, đăng ký like, chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn. Cảm ơn các bạn.